Hay đầu hay là nuôi xe á. Cá nó cái mùa trong mùa thu hoạch của nó à, nó ăn nhiều lắm thu bao nhiêu năm giờ rồi, một năm hạt cá cũng 200 một ngón cứ hồi đây nó như tử 100.000 cứ thắt nó đi với 200 không có người đi đấy, chứ không phải hạt cá bé cũng là ai nhưng mà là lá bé mỗi chục thì từ 200.000 từ đây lên đi tử từ đâu đấy miễn luôn vé đi và miễn mẹ đâu về máy bay kia nó còn giảm bao nhiêu rồi có 89.000 trăm treo đây rồi 99.000 rồi đã thức về máy bay trước kia 200 mấy giờ mà chỉ thu lắp cái gì đâu 300 rồi 208 đấy đấy mà còn 300 nữa là 300 rồi 209 mấy thì em mới đến Hoa Liên đúng là 200 triệu đồng này 200 triệu đồng trả về lại dự án nó là cách ruộng đi lại dự án lại khu đô thị mới đơn giản vậy thôi đất ruộng này rẻ rồi đất dự án là ngon này phải có chuyện một tao ấy là xong khoai nó phải đánh nhau đưa nhau đến trung ương ấy chứ còn chỉ 6 triệu một tàu thôi à. Bây giờ coi nên trung ương cho giải quyết được 70 triệu một tàu. Thì nó cứ đè theo cái giá của ủy ban tỉnh ấy thì nó rất phải đưa nhau lên trung ương rất thấp. Bây giờ thì tất cả giá cả từ trung ương nhưng còn đền bù ấy là đúng ra là phải theo cái giá thỏa thuận đấy theo mặt bằng thị trường. Thế còn nó áp theo cái giá đơn giá của tỉnh quy định ấy thì rất thấp. Nó được xem ăn đấy chứ. À, nó tùy từng tỉnh nó mà được. Không chỉ xem, chỉ xem. Tùy từng dự án. À. Hà Nội với thành phố thì chính thế cho nên là cái mâu thuẫn đất đai của nhà nước đường xá này thì áp được chi. Thế nó đầu tư ngoài nó sao nó phá được. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ là cái cơ chế và vận dụng của mình nó chưa thành mạch thì đấy. Hơn 1 tỷ một mét vuông. Chứ còn nếu mà áp theo giá của nhà nước thì rất thấp. Quyết định ngày này chị mới xem nó của trung ương. Ăn thua gì? Thế còn về các tỉnh nó vẫn so với lại cái giá thị trường ấy thì nó vẫn còn rất thấp. Thậm chí là thấp hơn gấp nhiều lần. Hàng chục lần. Thì nó mới xảy ra cái mâu thuẫn của cái bên mà giải phóng mặt bằng và cái bên người có đất, có ruộng. Cách đây gần chục năm mà cái chỗ tầng 2 ở cái góc Hai Bà Trưng Hàng Bài ấy, tầng 2 nhá, mà nó đã đòi là gì là hơn 500 triệu một mét vuông, mà trên là không có nóc nhé. Trên này còn vẫn là còn có cái chỗ của người ở tầng 3 nữa cơ. Đó. Đấy mà tầng 2 mặt sàn là còn trên 500 triệu một mét vuông. Ừ. Mà chân cổ rồi. Không à, cũng chẳng gọi là phố cổ thì cũng không phải đâu. Hai mà chân đọc nó thẳng tắp rồi đó chứ. Thẳng tắp đấy không gọi là phố cổ được. Phố cổ là ở cái khu từ Lương Văn Can trở lên với Hàng Bài. À, hàng ngang hàng đào với cháu ạ à. Đấy mới gọi là khu phố cổ chuẩn phố cổ đấy ừ. Cái 36 phố phường đấy là cái khu trên cái đường nó hẹp hẹp đấy à. Ừ, đấy mới là phố cổ nó mới là thuộc cái 36 phố phường ngày xưa à. Còn nó vẫn thuộc đất Hà Nội ngày xưa nhưng mà ngày xưa những cái vùng đấy nó vẫn là hoang vu à. Những cái đường đấy là sau từ cái thời Pháp mới là mới xây dựng. Phải mưa xong mới rét được ạ. Mưa to hết toàn miền xong mới rét được. Đến đêm mai là sẽ có mưa to rồi. Nhưng rét còn rét bình thường lắm vậy đó. Và bây giờ rét thì không rét lắm. Gọi là rét.
thực ra là qua nay là còn hơi nóng là khác. Tầm khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, một số cái ngành hàng thí dụ giày da dệt may mà những cái nguyên liệu phụ thuộc chính vào Trung Quốc là cũng hết hàng, hết nguyên liệu, hết lâu rồi. Là nó còn tồn. Nguyên vật liệu của nó là hết luôn, không còn nữa rồi. Gần đến cái lối rẽ mà vào trong làng ấy là có cái chỗ nó săn đấy. Ôi chào. Nhưng mà nó đứng bên kia được rồi, nó lại đi sang bên này. Cũng đã bảo chẳng may thì nó lại dính. Nhưng mà bọn này thì chưa, và cái bọn ở mãi tít ở cái chỗ ở cái xã mình hay là cái ấy nó gọi là gì nhỉ? Ở Lưu Kiếm đúng không? Đấy. Không, chỉ biết là Hội An. Ở Lưu Kiếm à, đấy. Chỗ đấy là chỗ là hay săn và mè nheo ấy. Thì nó đón nóng ngay từ đây ấy, thậm chí là nó. Sao lại đi vào ngược chiều này cháu? Nhầm à? Nhầm. Ngày xưa là mình ở đây, mới ở Hà Tu, cho cá ở quê. Hôm qua cứ theo bà già đi, kiểu như là về quê ra ra, không thấy từ đây về, không thấy mình đấy. Những chỗ này thì lại không được.
Tức là khơi đây tôi nói ý thôi, là quan sát được chiều thì cần, nếu mà quan sát mà đằng trước kia mà vượt thì ban đầu sẽ đại này. Nhắn một tí nữa đấy. Đấy, còn đoạn này mà vượt á, nó cho đòn đủ luôn. Nè, gần đó là dình dập mà bây giờ đang mùa đói kém. Cái chỗ đường vào cháu có nhớ? Không cần nhớ, cứ đi đến là nhờ là sẽ thấy thôi. Cái ra mới là mà đi đường bảo là cái đường tránh cái đường cũ thì mới là vấn đề. Đúng rồi, mấy lần cái hôm đó mà cháu về đây. Nhưng mà bố có đi thì bố có thành thạo hết. Cần chưa nói cái đường đó. Nó phải mấy lần. Anh Nhiên nó phải nhớ tốt hơn là mấy cái lão già chứ này, để bác nói thế thì ông này thì còn ngay đấy. Có phải ở gần cái chỗ đấy không, cái chỗ đám ma không? Đúng rồi, đám ma thì là cậu cậu ban mà kia đấy. Ừ, đám ma mà đợt mà cháu với lộc anh ông muốn á. Đúng rồi, đúng rồi. À, có phải gần đấy không? Dạ không, gần bố mẹ có đứa đèo đâu chị. Thế là ở chỗ nào cũng vẫn là đeo chỗ đấy phải không? Vẫn chi làng đấy, làng đấy à? Ừ, à, chắc là có đeo nhà ông đấy. Thì cách cái nhà này một loại ở trong cái làng đấy. À, thế là vẫn là đường đấy phải không? Đường chính là đấy hết. Lại liên quan còn hơn chị lại liên quan đến núi đèo ấy, núi đèo thì còn 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 gần sát với Hải Phòng gần bến Bính. Ừ, nhưng mà đây ở từ đây đến núi đèo còn xa về vợ ấy. Thì tưởng ở đâu cũng chết thì ông ở đấy thì sao đấy, ai biết ông này ở trong đấy. Xong nó nghĩ nào lại tạp là nó cũng phán tạo là có vấn đề gì đó. Ừ, đầu tiên là nó định vượt mình, xong nó vượt cả cái xe tải kia. Nhưng xong nó lại tạp vào cái chỗ dạng như cái xong vừa rồi ấy, là nó có thể nó có tín hiệu gì đó. Đúng rồi, một đoạn nữa rồi. Đi qua cái chỗ bọn công an này ạ. Cái chỗ rẽ đường nó to nè, nhìn nó rất là dễ quan sát. Đấy, chuẩn bị sắp đến cái chỗ trạm công an. Hôm nay không ngồi à? Đây này, mọi khi nó chấn ở chỗ cái này nè, cái chỗ kim phí đấy đấy đúng không? Chỗ kia. Đấy, ừ. Hôm nay không ngồi. Đấy, thế là sắp đến à, chỉ còn một đoạn nữa. Xem nó phải đây không này nè, một cái lối rất là rộng này, không phải trên ờ, chưa đúng không, ừ. Cũng là đường rộng chúng đi là cái thằng vừa rồi nó to đấy cháu, đấy cái đường vừa qua ấy cháu ạ, thôi được cứ đi tí cho nó biết đường, thằng nào thì nếu vòng lại thì cứ thêm một tí không sao cả. Để đi để cho nên lần sau nó nhận định nó chính xác không? Biết đâu đây hả? Thì cái chỗ đường rẽ nó to xong rồi trông nó thông thoáng, tức là bên tây đây thử xem nào, trong các bạn đây là cái lối này, đây là cổng ấy vào rồi. Không phải. Nó có đi vào một tí thì bên tay trái nó rất thoáng, nó như là hai bên giống như là có cánh đồng. Qua cả chỗ này cơ mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao nhớ thế là đợt cái chỗ cái chùa thì cơ. Ừ. Mày nhớ cái lối rẽ là gần con cái đường kia cũng vào được nhỉ, lòng lên. Ừ. Thì đúng hơn, kiểu như ô bàn cờ nó vòng vào nó phải vòng ra. Tức là lối nào vào thực ra cũng bị được. Đây là qua trường đây nè. Đây là qua đây một tí thôi là thế là trong nhớ chọn đấy. Ngày xưa có cái đoạn này từ chợ đi vào cái đường kia có cả một đường nữa, đường cái vòng rất gần, có hai con đường này lên gần nhà vòng. Đúng rồi, qua cái
Đấy, khoa điện máy này. Chứ không phải là đến cái chỗ con trâu nó nằm. Em về quê cứ hướng dẫn vào cái chỗ chùa Xối Sơn. Đúng rồi. À đúng rồi đấy. Chứ vào cái cảm thấy bên tay trái thoáng này đấy là nó chuẩn rồi. Đấy, chú ạ. Đi tiếp nhé, không được vào. Nhóm vòng ấy, thì đây là cần phải xuyên vào đâu. Chứ còn nếu mà đăng kia sẽ thế này như nào? Không, nhóm vòng hôm bố cháu chỉ là sẽ phải thôi. Đúng rồi. Đi như thế này. Đi gần cái chỗ trạm xá, trạm xếp thì đấy, nó có hai lối. Hai lối, đúng rồi, lối nào cũng đấy. Tỉnh nhỉ? Qua tỉnh xá đúng rồi. Vâng. Đây, còn cái khu mộ này. Đây, khu mộ ông bà đấy. Đây là khu lối rẽ đây luôn này, được rồi. Đây thì nhóm vòng đây. Đây là trường học này, trường mẫu giáo này, mầm non này. Thế còn đi lối kia là chỗ trạm xá. Trên qua cái ô tô này cái đoạn đấy chỉ. Qua cái đoạn này rẽ phải thì là quán nhóm vòng. Có cái lần ngày xưa cái đường này nó còn chưa đổ bê tông nên mà cái đứa mà mình thì đi ra mà nó lao nó quịch phát này, xong nó lăn ngã xuống ruộng này. Cái chỗ nó chưa cạp nó chưa mở rộng đường này không? Anh ơi em rơi rồi. Nó cứ từ nó tụt xuống mưa. Nó vừa nói thì nó cứ vừa tụt xuống. Nó xe nó đổ. Không, không ướt. Nó không ướt, cái chỗ đấy nó không phải là. Nó chỉ là cái rãnh thôi. Đấy, thế bây giờ là một là dây trái hay là dây phải? Dây trái này là về nhóm hướng. Ừ đấy. Thế là bây giờ là... Còn dây phải thì lại ra cái đằng ngã ba ngã tư gì đấy. Không, bây giờ là phải dây trái. Nhóm vòng qua không? Nhóm vòng qua rồi. Nhóm qua rồi. À, thế bây giờ là đi đâu cô? Nhà ai? Vào nhà ông Duy. Bây giờ vào nhà cái ông Duy là gần nhà cổng vang, đúng không? Hẹp theo biết không phải. Chết đi. Cái điện. Đây cũng vào nhà ông Duy. Bởi vì hỏi cho đấy, chứ không có đường đây là phải chạy tới chạy lui mới quay đầu được. Đó nhất là phải ra người ta bỏ cái đường vào nhà chú Di. Chú Di à? Ừ. Di gì nhỉ? Di mà có con tên là cái thằng tên là gì? Di chết rồi. Di chết rồi. Con trai. Thằng Thường. Thằng Thường. Đây hỏi cái thằng xe máy. Thằng đi núi này vào. Đây nỗi này mà cháu nhớ đi lắm mà nỗi này mà cháu muốn đây thì cháu chỉ muốn đúng rồi thì nhưng mà rõ nhà anh đi sinh con đấy. Thế cô Kim mình là ở trong cái làng này thôi. Cô gần lắm rồi á. Tôi còn gần cô chỉ biết là anh canh cho biết sắm thôi. Đúng rồi đấy, còn như thế nào cũng tả được mà không nhớ. Cái này hỏi đây này cháu đỡ rồi. Nhà chú gì à? Anh ấy cho hỏi nhà ông Di đấy không nhỉ? Anh thẳng lên tầm 50 mét lên phải kia chạy không nhìn thấy mái tôn xanh xanh đúng không em? Mái tôn xanh đấy à? À ở đấy luôn đấy. Vâng, em cảm ơn nhé. Cái phải nhá. Vâng. Cái phải nhà đầu tiên. Đúng luôn gần nhà muốn. Không biết thì thôi. Đi xanh xanh có bố này chưa đỗ xe ngoài à? À đỗ, nhà văn hóa. À đỗ nhà văn hóa, đúng rồi. Thì hôm đám mai cũng đỗ nhà văn hóa. Thế đi bộ vào hả bố? Đây đây, mái tôn xinh xanh kìa. Đây đi vào hả, mẹ thấy có kịp đỗ xe ngoài nữa. Ừ, đúng rồi. Đi vào như thế này, dẫn ra đây nha. Đúng rồi. Cháu cho cô thách đồ, cháu đi.